Hello, Around Football Social trở lại với các bạn rồi đây. Ngoại Anh cũng đi đến những bước cuối cùng để trở lại rồi anh em à. Khánh khắc thỏa thê khi cà khịa thằng bạn fan Arsenal không còn xa. Không còn xa nữa đâu anh em nhỉ. Nghĩ đến khoảnh khắc đó là chắc anh em sướng lắm rồi phải không? Bóng lăn lại hay trì trệ thêm một khúc thời gian nữa thì Love Sport vẫn mang lại cho các bạn những thông tin đa dạng và màn cà khịa xuyên vũ trụ nhá. Không phải cái đó, mà là It's Around Football Social Time. Một ngày đẹp trời nào đó, mấy ông cầu thủ nổi hứng đổi cách ăn mừng đã tạo nên thương hiệu của họ cho nhau. Xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Một người không mấy cầu kỳ trong cách ăn mừng như Messi khi cover lại cách ăn mừng của người đàn em Dybala trên tuyển Argentina. Mà anh nên ăn mừng kiểu này khi ghi bàn trên tuyển thì ngầu hơn á. Kiểu như tri ân thằng em dành cả thanh xuân để dự bị cho mình á. Nói vậy thôi, chứ không có mấy khi anh ghi bàn trên tuyển đâu. Mo Salah thì cosplay lại kiểu ăn mừng của Văn Thanh tại Thường Châu. Tôi phải nhắc lại với anh em là kiểu ăn mừng này là dáng đứng Thường Châu của Văn Thanh đấy nha. Mbappe hay Trent Alexander-Arnold thì cũng copy lại anh tôi hết đấy. Really nigga. Trông dáng thì cũng chuẩn vết đấy. Có điều không được đập chai bằng anh tôi thôi nha ông. Sau khi Alan Hà Lan ghi bàn, anh chạy ra góc khán đài, bật cao lên xoay mấy rồng rồi loạn choạng tiếp đất. Dáng này thì chuẩn kiểu như anh Bảy rồi, nhưng mà có điều biểu cảm này thì còn non và xanh lắm em à. Aristan thì đang cosplay lại kiểu ăn mừng của chính cầu cu Haaland, nhưng chỉ tập trước để ăn mừng bàn ra mắt Inter mà thôi. Hồi qua ý tới giờ ngồi dự bị không nên chưa biết mùi ghi bàn là gì. Chuyện kể rằng ông anh Hà Di Kiên đang suy nghĩ xem sang mù có thằng bốc ba với thằng Lingardinho nó ăn mừng chất lắm. Mình phải tìm đại kiểu ăn mừng nào cho nó chất để không qua đó ghi nhiều bàn, mà ăn mừng nhạt thì chúng nói cười chết. Để là ông ngó qua Đức thấy kiểu ăn mừng của ông Lewandowski chất quá và ông cover lại. Hết chuyện. Kiểu này thì còn lâu mới bằng hai danh hài kể trên anh nha. Sterling hỏi Pep: "Sư phụ ơi, có kiểu ăn mừng nào chất chất không ạ? Chỉ con với." Pep say: "Sterling à, chú mày ăn mừng cầu kỳ quá làm gì? Thấy ông anh Messi mày không? Ăn mừng đơn giản, có kiểu làm hoài mà sương sương 400 mấy vàng với 6 quả bóng vàng rồi đó con. Ăn mừng theo, biết đâu chú mày hít được bóng vàng thì sao?" Thôi rồi, chúng tôi khuyên anh đừng nên ăn mừng giống ông Su Thỏ aka Suarez nữa. Chúng tôi không đảm bảo là cản kịp cái ý định đi đường quyền của ông Kielani khi thấy kiểu ăn mừng này đâu đó. Bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi, bỏ đi mà làm người. Nói về các kiểu ăn mừng bàn thắng thì anh Si nhà chúng tôi là ngầu nhất rồi. Hình như trận này anh vả sơ sơ đội áo trắng nào đó có 2-3 quả à. Nó đẹp và ngầu đến nỗi mặc quá trời phiên bản cover của hàng 80 ông cầu thủ luôn đấy. Đại kinh địch của anh là Riddle Ronaldo CR7 cũng phải cover luôn đấy. Mấy anh biết nó đẹp và mỹ miều đến cỡ nào rồi. Chào mấy đứa, hôm nay nhà ta có bạn mới. Này Bianic, tới chào bạn đi em. Đó sẽ là câu nói mà Bartomeu chuẩn bị nói với mấy ông tiền vệ của Barca. Auto mặc kiểu gì đang xảy ra đây? Mà ông Toribio với ông Vidal thì kiểu thôi xong rồi, lần này mình ra đường được rồi. Tưởng đâu thằng cứa chủ tịch này lấy mình đi đổi thằng Lautaro về cho si thế. Ai mà ngờ nó quăng mình ra đường để đón ông nội Pjanic về làm cái gì không biết. Càng ngày là chúng tôi càng thấy ông giống ông nội chủ tịch ở thủ đô rồi lắm nha Bartomeu. Chơi chung riết tánh kỳ chang à. Benjamin Aido, đây là lúc Barca cần anh và đồng bọn đấy. Tôi đánh bó tay cái ông nào sắp thằng nhóc này đi với Daniel James nhà tôi luôn đấy. Đã thằng em nhà tôi nó thấp bé nhẹ công mà mấy ông còn sắp thằng nhỏ cao lớn như thế này. Hơn thằng em tôi một cái đầu thế này, làm sao mà nó lên hệ đấy ông Cameron. Chúng tôi phải nhắc thằng nhóc to xác nhà ông nhích cái thân hình bồ tượng để lấy hình thằng Kudan nhà tôi không. COCC nhà ông cài vào phải không hả? Nó mà đứng cạnh ngộ ghia thì chắc cũng che mất. Nghĩ mà lỡ chán. Đây là một thanh niên nào đó tại Bayern nổi hứng nấu bữa tối cho đồng đội. Hì hục đi chợ làm đồ ăn từ sáng đến tối, rốt cuộc không ai đến. Ơ hay, gì thế này? Tội thanh niên, cách ly lâu quá rồi nên không nhớ ngày ra sân thi đấu trở lại luôn. Người ta ra sân khởi động rồi mà ông còn ở nhà nấu bếp. Bayern tái hòa nhập cộng đồng cho em nó sau cách ly đi nha. Hì ca anh, em đã về và có thể là ăn hại hơn xưa. Em về dự bị cho anh Alisson. Đất thổ quá phủ với em rồi nên em về, mong các anh đừng xua đuổi. Em ở đây ngồi chơi xe nước đợi nâng cúp ngoại anh cùng các anh thôi, chứ em không bó hại như hồi chung kết C1 năm 2018 nữa đâu mà lo. Bạn có thể chưa biết, số đội bóng mà Thánh Zlatan thi đấu đủ để các bạn có thể xếp thành một đội hình thi đấu rồi đấy.
cũng ít xương xương à, mà hình như đi tới đâu anh cũng lấy vài cái cúp đến đấy. Anh không được tôn thành thánh thì còn ai nữa. Đây là định nghĩa của kẻ du mục vĩ đại đó nha mấy bạn. Tám năm trôi qua, Lingardinho nhà chúng ta không có gì thay đổi quá nhiều. Anh vẫn là tài năng trẻ nổi bật chức của lò tạo Carrington và hàng tá đội bóng ngoài kia đang săn đón anh như Arsenal, gã nhà giàu mới nổi Newcastle, và không có đội bóng nào đó mà anh tôi follow và bị lock. Cái khác mỗi năm qua của Lingardinho là số bàn thắng mỗi mùa ngày một ít đi và phong độ tấu hài của anh ngày càng cao. Anh là người phát triển lối đá hi hi ha, trứ danh tại nhà hát của những giấc mơ mà Lingardinho và lúc trước là Lukaku vốn xem nơi đây là nhà kịch mà. Ngài Lingard rời MU, Old Trafford sẽ không còn tiếng cười. Không có lắc gì đâu ông ơi, đó là sự thông minh và đẳng cấp trong cách đặt tên đó. Hồi đó đặt tên Inui thì ông bố cũng đã tính cả rồi, đọc xuôi đọc ngược, đảo tới đảo lui thì tên con ông vẫn đọc thế thôi. Đỉnh thật sự. Nice. Đây là một ví dụ cho sự lươn lẹo của người được mệnh danh là nghệ sĩ piano đại tài của Manchester United. Có hai cách giải thích cho sự lươn lẹo này của Sanchez. Một là anh đã quá cạn kiệt ngôn từ để phát biểu trong ngày ra mắt đội bóng mới, nên có một kiểu lặp đi lặp lại hoài và chỉ việc đảo nhẹ thành phần chủ vị trong câu thôi sẽ ra một câu phát biểu mới. Hai là lời anh nói có thể đúng sự thật. Anh mơ ở mỗi một quốc gia, mỗi một giải đấu anh đều sẽ khoác áo một đội. Riêng có nước Anh lỡ mời tới hai đội nên phải phát biểu bừa vậy thôi. Biết đâu trong giấc mơ của anh còn xuất hiện cái tên Hoàng Anh Gia Lai hay Mường Thông United thì sao? Nhưng nói chung lại, cách phát biểu của ông này chỉ có thể là... là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nếu có giải thưởng cho trang bìa ấn tượng nào nhất năm nay, Lost Box xin bạn phép gửi đề cử cho tờ tạp chí này. Chỉ là miêu tả bóng đá không chết thôi mà ông mang cả vũ điệu thần thánh của ông bạn Benjamin Idol của tôi bên Ghana qua luôn thì thật xứng đáng để trao giải rồi. Điểm đáng phê bình nhất trong bức ảnh này là không có sự góp mặt của một vũ công xuất sắc nhất trong làng bóng đá như Lingardinho mà thôi. Ông nên biết là Pogba nhảy thì phải collab với Lingard đó ông bạn. Neymar thì làm gì có tuổi nhảy với ông God nhà tôi. Yeah, 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 yeah. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. Trong tất cả các phiên bản huấn luyện viên của nước nào thì về dẫn dắt đội tuyển lúc ấy thì đây là phiên bản ngất ngây con già tây nhất mà Lost Sport mang đến cho các bạn đây. Sau vinh quang sương sương ba cái cúp C1 thì cuối cùng Zidane cũng bị bố già Beret cho đi bụi. Và với huấn luyện viên đại tài như Zidane thì không có mấy trong việc tìm việc, và FFF cũng đã chờ sẵn cơ hội ngang vàng này từ đâu nên nhanh chóng bổ nhiệm ngay và luôn. Cuối cùng thì Mbappe cũng là được làm việc với thầy Dan. Đấy, lấy cúp ngay ấy mà. Chắc là ăn mừng World Cup 2026 sau khi đánh bại Việt Nam ở trận chung kết đấy mà. Nhưng mà ông huấn luyện viên của tôi ơi, ông đừng có đi đường quyền ban đầu với thầy Bắc của chúng tôi nhá. Sau hai thất bại với Mikel Arteta và Unai Emery thì cuối cùng ông quan chức quan liêu nào đó cũng phải xuống nước, xuống ao, xuống biển để năn nỉ Pep lên dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha rồi. Ơ mà lúc đó Ramos vẫn còn lên tuyển à, hơi bị bất ngờ đấy. Nói về tái hợp thì đây mới là một cuộc tái hợp hoành tráng nhất. Ronaldo tái hợp với Mourinho trên tuyển Bồ Đào Nha. Cứ ngỡ là Bruno Fernandes sẽ không có cơ hội để làm việc với Mourinho khi mà Bruno đến Manchester United thì Mo đi bụi mất rồi. Nhưng ơn giời, à, anh vẫn còn cơ hội đấy Bruno à. Có ai xứng đáng thay thế Santos bằng Mo chứ? Đấy là Lost Sport đang lương lẹo thôi, chứ còn hàng tá huấn luyện viên ngon nghẻ hơn Mo nhiều. Bayern Leverkusen sẽ buồn vì quyết định bổ nhiệm này. Cuối cùng thì tuyển Đức cũng đã cần Gegen Drepsing. Và các ông fan Liverpool biết không, fan Manchester United rất vui vì nào đề đấy. Cuối cùng thì Pep và club cũng đã nghĩ tới việc bắt tay nhau khi Đức và Tây Ban Nha chạm trán. Thử hỏi nếu một bản đấu có sự góp mặt của cả Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì sẽ như thế nào nhỉ? Có khác gì là ngoài anh thu nhỏ không nào? F3 này, chúng tôi biết là tuyển Anh đang có một lứa trẻ rất là tài năng đấy. Tại sao các ông không bổ nhiệm Lampard nhỉ? Ông ấy đã quá mắc tay với các cầu thủ trẻ cơ mà. Còn AFA bổ nhiệm Simone à? Việc giành World Cup thì là no hope với Messi thôi. Nó là khi nào Messi từ giã đội tuyển thì họ bổ nhiệm nha. Nhìn thằng em Joan Felix thì sẽ hiểu. Và đó là tất cả khịa ngôn tin mà Around Football Social ngày hôm nay mang đến cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên subscribe
Subscribe ngay kênh YouTube của Lost Sport và những chiếc chuông nhỏ nhỏ để quay lại với chúng tôi khi những màn cà khịa xuyên vũ trụ này quay trở lại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Anh nhớ subscribe kênh nha.